Chào mừng các bạn đã quay lại với Spy Room và đây là bài viết Sự nguy hiểm của chủ nghĩa tích cực của Mystic Cat Lady đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng mình hãy bắt đầu bài viết này nha. Sự nguy hiểm của chủ nghĩa tích cực là nó phân loại cảm xúc ra tích cực và tiêu cực, sai và đúng, trắng và đen. Thế thì nó nguy hiểm như thế nào? Trong bài viết này, mình nêu ra suy nghĩ và trải nghiệm của mình về chủ nghĩa tích cực, khuyến khích những cảm xúc tích cực bằng việc chèn ép những cảm xúc tiêu cực, coi việc tích cực và tiêu cực là hai mảng đối chọi nhau. Những người theo chủ nghĩa tích cực giả tạo thường hay khuyến khích bản thân mình và những người xung quanh: vui lên đi, buồn làm gì, tích cực lên, mày tiêu cực quá đấy, khóc là yếu đuối, ẻo lả. Mình gọi là tích cực giả tạo vì đây là sự tích cực một cách thái quá, che lấp đi những cảm xúc tiêu cực, nhưng là cảm xúc thực sự của chính mình, không để cho bản thân bộc lộ một cách tự nhiên những xáo trộn bên trong. Sự nguy hiểm mà chủ nghĩa tích cực giả tạo này gây ra là nó làm bạn mất đi kết nối thực sự với bản thân mình. Con người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, biết vui buồn, biết đau đớn. Và nguy hiểm hơn, nó tạo cho bạn thói quen chạy trốn khỏi chính bản thân bạn, những đau khổ, nỗi buồn, vết thương lòng bên trong, bằng vẻ mạnh mẽ, tích cực giả tạo mà bạn tạo ra cho thế giới bên ngoài thấy. Khi bạn không còn kết nối với bản thân mình, thì dù bạn có tạo ra hàng ngàn bộ mặt nạ vui vẻ, đi chơi khắp nơi, có cuộc sống đầy ánh sáng trên mạng xã hội, thì bên trong bạn vẫn luôn tồn tại một lỗ hổng. Một lỗ hổng sâu sắc mà bạn dù dùng hàng ngàn viên thuốc tích cực cũng không thể chữa lành. Bởi vậy, không ít người vốn luôn được nhớ đến với vẻ tươi cười, tích cực yêu đời, bỗng một ngày tự tử mà không ai hiểu được lý do vì sao. Có thể bên trong mặt nạ tươi cười ấy là một tâm hồn trống rỗng, đau đớn. Đau mà không biết tại sao đau, vật vã dù cố gắng cười cho qua tất cả, nhưng sau cùng vẫn là một khoảng trống. Bởi vậy, để có thể bắt đầu chữa lành, bạn cần nhận thức được là mình cần được chữa. Để nhận thức được là mình cần được chữa, bạn cần chấp nhận mọi cảm xúc của mình, tích cực và tiêu cực, và nhận thức được rằng không có cảm xúc nào là sai cả. Mình cũng từng có tư duy phân biệt cảm xúc tích cực và tiêu cực là mình phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối, không được khóc, chán nản, cần luôn vui vẻ, tích cực, luôn phải làm đúng, không được làm sai. Mình cũng gặp rất nhiều bạn có thái độ sống YOLO, not so serious, cứ vui vẻ lên đi. Nhưng bên trong các bạn ấy là vô số nỗi sợ, nỗi lo, đau đớn, sự tự ti, hoang mang mà các bạn cố gắng chạy trốn bằng vẻ ngoài khô ngầu, bất cần đời. Và mình tự hỏi, mình tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem? Ai đang là người phán xét mình cần phải vui vẻ, không u sầu? Ai là người chỉ trích mình không được khóc? Và mình nhận ra, kẻ phán xét những cảm xúc của mình không ai khác là cái tôi xã hội, social ego, nỗi sợ bị phán xét, bị bỏ rơi. Khi mình tự nhận định được bản thân mình qua con mắt của cái tôi xã hội, mình sống theo định kiến của người khác, đánh giá bản thân qua mắt nhìn của người khác, luôn chạy theo những thang điểm, định kiến của người xung quanh. Và mình quên mất mình là ai, không còn gắn kết sâu sắc với cảm xúc thật sự của mình. Mình không nhận ra rằng cảm xúc là tiếng nói từ con tim, và con tim là cánh cửa dẫn lối đến tâm hồn. Khi một người không còn nghe được tiếng nói từ linh hồn của mình, đấy là khi tâm hồn rỗng không. Nhưng tâm hồn chẳng bao giờ rỗng không, đấy là do bạn mất đi kết nối với tiếng nói từ linh hồn mình bằng cách cố quá thành quá cố để tích cực lên. Vậy làm sao để gắn kết với tiếng nói thật sự từ linh hồn của mình? Bước đầu tiên và cần thiết nhất là giải phóng những phán xét, những label, nhãn dán đối với cảm xúc của bạn. Từ bỏ khái niệm cảm xúc tích cực hay tiêu cực, thay vào đó hãy dành thời gian một mình, chỉ một mình bạn thôi, để giải phóng tất cả những suy nghĩ, cảm xúc mà bạn dồn nén bên trong ra bên ngoài. Bạn có thể viết ra giấy những cảm xúc dồn nén bên trong journal. Đây là một cách rất hiệu quả để bạn gắn kết sâu sắc hơn với cảm xúc của mình, con người chân thật của mình. Ở một mình là điều rất quan trọng để bạn gắn kết sâu sắc với bản thân, thấu hiểu bản thân. Nếu những cảm xúc bên trong của bạn là quá sức mãnh liệt để bạn có thể chịu đựng một mình,
hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bạn thân thiết thấu hiểu bạn hoặc từ chuyên viên tâm lý. Nếu bạn không có một tri kỷ thấu hiểu, thì mình gợi ý bạn có thể tạo ra một người bạn tưởng tượng. Nghe có vẻ tự kỷ, nhưng việc phân bản thân ra làm hai người khác nhau sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc giải tỏa cảm xúc bản thân mà không lo sợ việc bị phán xét. Rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra những cảm xúc tích cực hay tiêu cực chẳng hề đối chọi nhau. Chúng là hai mảng bên trong con người bạn, như đen với trắng. Màu trắng sẽ chẳng còn nổi bật nếu thiếu đi sắc đen, cũng như ánh sáng chẳng còn ý nghĩa gì khi không có bóng đêm tồn tại. Vậy nên, hãy từ bỏ việc phải luôn tươi cười, cố gắng tích cực và cho rằng cảm xúc tiêu cực là sai trái đi nha. Bạn cần đi qua bóng tối thì mới tìm thấy được ý nghĩa của ánh sáng, nên hãy để những cảm xúc, nỗi đau bên trong bạn được tuôn ra thay vì cố kìm nén nó. Vì sau cùng, hạnh phúc đích thực không phải là luôn tích cực, mà được sống là chính mình, một con người biết vui, buồn, hạnh phúc, đau đớn. Không còn phải chạy trốn khỏi chính mình, mà hãy chấp nhận bản thân như con người mình giây phút này. Còn điều gì tự do hơn nữa? Khi bạn chấp nhận bản thân mình, cảm xúc của mình đúng như chính nó, không chút phán xét đúng sai, bạn đang bắt đầu bước đi trên hành trình giải phóng chính mình, trở về với linh hồn mình. Và đó là con đường mang đến hạnh phúc đích thực. Không có cảm xúc tích cực hay tiêu cực, chỉ có bạn đang trải nghiệm cuộc sống ngay giây phút này thôi. Chúc bạn bình yên ngay giây phút này. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào sparroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.